thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban giám hiệu, thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2023, Khoa Kịch hát Dân tộc long trọng tổ chức lễ báo cáo tốt nghiệp cho lớp diễn viên cải lương K39 hệ Đại học Chính quy khóa học 2019-2023. Đến dự với buổi lễ báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tới dự. Về phía nhà trường có sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Tiến sĩ Phạm Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng trường. Tiến sĩ Phạm Đắc Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Quế, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hiền, Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Tiến sĩ Trịnh Thúy Hương, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Thạc sĩ Phạm Hữu Dực, Trưởng khoa Kịch hát Dân tộc. Thạc sĩ Bùi Thị Hiền, Phó Trưởng khoa Kịch hát Dân tộc. Cùng các cán bộ, giảng viên là đại diện của các phòng ban khoa, trung tâm của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Về phía khách mời, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Ứng dụng Công nghệ VIP Tam. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Mịch, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại diện Nhà hát Cải lương Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Trọng Bình, trưởng phòng nghệ thuật. Và đại diện của các nhà hát Cải lương Hà Nội, đoàn Cải lương Hải Phòng. Ngoài ra, tới dự với buổi lễ báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay còn có đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là sự có mặt của các bậc phụ huynh, bạn bè của các bạn sinh viên lớp diễn viên cải lương K39 cũng đã tới để cổ vũ động viên trong buổi lễ báo cáo tốt nghiệp quan trọng này. Ngay sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Bùi Thị Hiền, Phó Trưởng khoa Kịch hát Dân tộc lên khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa Tiến sĩ Phạm Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng trường. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và các em sinh viên có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Vậy là 4 năm học của sinh viên K39, diễn viên cải lương của Khoa Kịch hát Dân tộc đã trôi qua, biết bao gian nan vất vả, giọt mồ hôi đã rơi không biết bao lần trên sàn tập để chúng em ngày hôm nay, chúng em có được mùa tốt nghiệp, mùa thi đầy tâm huyết của các thế hệ thầy trò, các thế hệ nghệ sĩ, các thế hệ sinh viên của ngành kịch hát dân tộc. Ngay sau chương trình báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay, chúng em sẽ tung cánh về muôn phương, đem những thành quả học tập của mình tiếp tục chung sức sáng tạo, giữ gìn, phát huy những tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống của sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam. Để có được kết quả như ngày hôm nay, thầy và trò Khoa Kịch hát Dân tộc được xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và các phòng ban, khoa đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình học tập, rèn luyện cũng như chương trình báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay. Xin được cảm ơn trân trọng tới đội ngũ các thầy, cô giáo, giảng viên, các nghệ sĩ, các nhà hát, các bậc phụ huynh, các bạn bè đồng nghiệp đã theo sát và giúp đỡ, động viên các em sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện nghề nghiệp của mình. Thay mặt cho Khoa Kịch hát Dân tộc, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý,
Chúc tất cả các bạn sinh viên tham gia trên sân khấu tốt nghiệp ngày hôm nay thật bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng và kết quả tốt nhất của mùa thi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Bùi Thị Hiền. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hiền, Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, sẽ lên đọc các quyết định liên quan đến điều kiện tốt nghiệp của sinh viên lớp diễn viên cải lương K39. Xin trân trọng kính mời. Sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn sinh viên, sau đây tôi xin phép được thay mặt hội đồng công bố quyết định đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, quyết định số 417 ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Căn cứ quyết định số 372 ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đạp Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Căn cứ quyết định số 3651 ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đạp Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Căn cứ thông tư số 08 ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học. Xét đề nghị của các ông bà trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, phòng công tác học sinh sinh viên. Quy định, điều 1 công nhận 5 sinh viên lớp diễn viên cải lương, khoa kịch hát dân tộc, hệ đại học chính quy đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2023. Điều 2 quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, các ông bà trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và 5 sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thi đã ghi. Và sau đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2023. Lớp diễn viên cải lương: 1. Bùi Văn Anh, nơi sinh Thanh Hóa. 2. Trần Hồng Hải, nơi sinh Quảng Ninh. 3. Vũ Thanh Hiền, nơi sinh Hà Nội. 4. Phạm Văn Tấn, nơi sinh Bắc Ninh. 5. Cầm Thị Hảo, nơi sinh Thanh Hóa. Kính thưa quý vị đại biểu, trên đây là 5 gương mặt xuất sắc đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2023. Để quý vị trong tràng vào tay thật to. Xin cảm ơn em sinh viên. Tiếp theo tôi xin công bố quyết định thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, quyết định số 499 ngày 18 tháng 5 năm 2023 về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Điều 1 thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên cải lương của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội gồm: 1. Bà Đặng Minh Nguyệt, Thạc sĩ, Chủ tịch Hội đồng. 2. Ông Phạm Chí Thành, Tiến sĩ, Ủy viên. 3. Bà Đỗ Thị Yến, Thạc sĩ, Ủy viên. Thư ký Hội đồng Trần Thị Hạnh. Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chấm thi theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Ông bà trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thi đã ký. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn sinh viên, trên đây tôi vừa thay mặt hội đồng công bố quyết định đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và quyết định thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Cuối cùng, thay mặt hội đồng xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn sinh viên sức khỏe và chúc lễ tốt nghiệp của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hiền. Và không để các quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chương trình tốt nghiệp của lớp diễn viên cải lương K39 xin phép được bắt đầu. Vở cải lương, chuyện tình uyên ương, phòng theo kịch bản Tô Ánh Nguyệt của cố soạn giả Trần Hữu Trang. Chỉnh lý kịch bản
tiến sĩ Phạm Chí Thành, giảng viên hướng dẫn tiến sĩ Phạm Chí Thành, thạc sĩ Đỗ Thị Yến, giảng viên chủ nhiệm tiến sĩ Phạm Chí Thành, thiết kế mỹ thuật tiến sĩ Vũ Đình Toán, dàn nhạc cổ nghệ sĩ ưu tú Minh Nhật, nghệ sĩ ưu tú Hồng Thúy, nghệ sĩ Văn Tuyết, âm thanh Thanh Tịnh, ánh sáng Xuân Dũng, bảng phân vai sinh viên Cầm Thị Hảo trong vai Nguyệt, sinh viên Trần Hồng Hải trong vai Minh, sinh viên Vũ Thanh Hiền trong vai vợ Minh, sinh viên Phạm Văn Tấn trong vai ông cả vai Tâm, sinh viên Bùi Vân Anh trong vai bà cả vai Huệ, sinh viên hỗ trợ Nguyễn Đức Thuận trong vai cậu Tân, Lê Tuấn Anh trong vai chú Bốn, cùng sự hỗ trợ của các giảng viên sinh viên khoa kịch hát dân tộc. Anh Minh, chờ anh có lâu không? Em chờ anh lâu lắm rồi. Em biết không, nãy giờ anh đi đường thì cái xe nó bị bể bánh. Thế rồi làm sao mà anh tới được đây? À, anh phải lấy cái xe chung, anh buộc lại rồi anh chạy tiếp đến đây với em đấy. Trời ơi, nghe có thương không? Mà Nguyệt này, chờ anh lâu như vậy, em có sốt ruột không? Có, em sốt ruột muốn chết ý. Anh xin lỗi nhá. À, tại em đến sớm thôi, chứ không phải là tại anh tới muộn đâu. Chờ anh lâu như thế, em có suy nghĩ gì không? Có, em suy nghĩ nhiều lắm. Em suy nghĩ gì? Nói cho anh nghe đi. Thì em nghĩ đến ngày cưới của hai ta. À vui lắm, em sẽ mặc màu hồng con dâu. Em mặc màu hồng chắc đẹp lắm phải không em? Rồi anh ôi cả ngọn trời màu hồng tươi, chú sẽ mặc màu hồng đâu có hợp, mà thôi đi phải mặc màu xanh. Rồi hai đứa đứng trước bàn thờ vẫn cầu nguyện tổ tiên, rồi sau đó chúng ta sẽ là gì? Nói cho anh nghe đi, rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì nào? Không, em không nói đâu. Nói đi mà. Không. À, anh ơi, anh hẹn em ra đây có việc cần nói. Là việc gì với anh? Anh nói em nghe đi. Anh nhận được thư nhà chưa hôm qua mà. Anh nhận được thư nhà? Vậy trong thư có cự tuyệt lời cầu hôn của anh không? Không, trong thư không nói gì về điều đó. Chỉ bảo là anh phải về nhà gấp thôi mà. Về gấp? Vậy chừng nào anh đi? Bao giờ anh đi hả anh? Mai em à. Mai? Thôi, em biết rồi. Ba mẹ gọi anh về là để cưới vợ cho anh đấy. À không, không phải đâu em à. Chắc tại ở nhà hôm trước thấy bà trường rồi mà anh chưa về, nên mới viết thư gọi anh về gấp thôi em à. Nguyệt, em hãy vui vẻ như mọi khi đi em. Còn buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông, mà đã buồn anh đang chiều nhấc nhô. Hey.
nhưng trước sau anh vẫn một mực thủy chung. Mai anh về nếu song thân bắt ép việc hôn nhân, anh sẽ bỏ nhà ra đi. Chừng ấy hai ta sẽ được sống bên nhau em à. Nhưng như vậy có được không? Nguyệt, em hãy tin anh, tin tưởng vào tình yêu của anh. Em nhớ. Anh Nguyệt. Trời ơi Nguyệt, mình giỏi lắm, giỏi lắm Nguyệt. Bắt được quá ta. Mày còn nói cái nữa không? Dám rất trai như anh gái em. Thật lấy được nhà cho gia đình. Vô quốc sinh con. Dạ bác thiên kề vâng vâng nắng. Dạ cháu xin con gái có thường huấn như gì ra rồi. Đây là tại cháu đây chứ không phải tại cô hai. Thôi đi con thôi như gì để tôi sửa chị. Việc gì đến thầy mà thầy con xin ba ghi lại, chỉ tại con thở dài, mà phải tại người ta mới xảy ra cơ sự. Tôi tình này con xin cam chịu. Chịu à? Về nhà chịu. Dạ thưa bác, lỗi này là do cháu mà ra. Không có lỗi phải gì hết. Mũi dại thì lái chịu đỏ. Con của tôi có hư ấy, thì về nhà tôi đóng cửa tôi dạy lại. Không có việc gì đến thầy. Dạ. Còn thầy, tôi mời thầy về cho. Dạ thưa bác. Vậy này, đi đâu đấy? Dạ bác bảo cháu về thì cháu đi về. Tôi cũng nói để cho thầy biết là, nếu mà từ giờ thầy biết điều ấy thì tôi sẽ để cho thầy yên. Còn nếu như thầy cố tình dụ dỗ rồi làm cho nó bụng mang dạ chửa thì tôi nói thật cho thầy biết nhá, dù thầy có đi tới đâu ấy tôi cũng sẽ theo thầy tới đó. Dạ thưa bác mắng bác chửi thì cháu chịu, chứ cháu đâu có dám quyến rũ em Nguyệt ạ. Có thật là cậu không quyến rũ con Nguyệt? Dạ mà con cũng xin thú thực với bác là con với em Nguyệt đang yêu nhau ạ. Cái gì? Dạ yêu nhau ạ? Dạ mai con về con sẽ thưa với gia đình là bác chồng cặp cưới hỏi em Nguyệt cho đàng hoàng bác ạ. Cưới hỏi ạ? Dạ vâng ạ. Trời ơi, thầy chôn tôi với má con Nguyệt hồi nào? Thầy chôn cha mẹ thầy hồi nào mà thầy ăn nói ngang ngược như vậy hả? Dạ thưa bác, mong bác thương tình cho chúng con được sống bên nhau ạ. Sống trọn đời bên nhau ạ? Dạ vâng ạ. Hả? Mà tôi sẽ gả con Nguyệt. Dạ. Bác đồng ý gả em Nguyệt ạ? Phải. Con cảm ơn bác. Tôi sẽ gả con Nguyệt, nhưng chắc chắn chàng rể tương lai của tôi không phải là thầy, không phải cái thứ mất dạy vô giáo dục như thầy. Kiểu bác. Dạ bác nói gì cháu chưa hiểu ạ? Chưa hiểu ạ? Dạ vâng ạ. Chưa hiểu thì về nhà hỏi cha mẹ thầy thì sẽ hiểu, còn tôi không có thời giờ để mà giải thích. Dạ thưa. Còn mày, tao không thích cái thứ mèo mả gà đồng trên ngọc trong dầu. Đi về. Ba. Dạ thưa bác. Anh Nguyệt. Nguyệt. Anh Minh. Nguyệt. Đây, nước của ông đây.
Trà tôi vừa mới pha đấy, ông uống đi. Trời ơi, cái ly nó đóng cặn vào hết cả như thế này mà bà còn đưa cho tôi được à? Như thế này khách khứa người ta tới, người ta cười cho khối đầu. Đi đường xa mệt mỏi, về đến nhà thấy cái ly là hết muốn uống nước à? Đấy, nói vậy mà bà lại đi đâu đấy? Ly tôi mới rửa thì ông chê, thì tôi lại mang vào trong tôi rửa lại vậy. Thôi, bà để đấy dùng tôi, bà đi một cái là tới chiều. Úi giời ơi, để nhẹ nhẹ thôi. Mấy ngày hôm nay không có ngày nào mà tôi yên ổn với ông hết á. Làm sao mà không yên à? Ông đi thì thôi, hễ ông về ông lại kiếm chuyện ông chửi tôi. Phải rồi, bà làm như là tôi hang gây lắm, hở ra một cái là kiếm chuyện. Mấy ngày hôm nay công việc đã mệt gần chết, về đến nhà thấy cái mặt bảo tôi lại bực. Mặt tôi làm sao? Mặt tự nên mình hiểu lấy. Mặt gì? Giả thì ghét, mà tất cả cũng là tại bà đấy. Mà tại tôi cái gì? Thì trước đây nhiều nơi người ta tới người ta hỏi thì gã vắt nó đi cho rồi, đằng này thì lệ. Trời ơi, còn nó không ưng, ông bảo tôi gả là gả làm sao? Ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên đâu hả ông? Cái gì? Áo mặc sao qua khỏi đầu nào? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, con gái lớn trong nhà nó không khác gì có hút mắm treo đầu nhà mà. Thôi, nhà người ta có phước thì người ta hưởng, còn nhà mình như thế này thì thôi, kệ đi ông ạ. Cái gì? Nhà tôi ai muốn khen gì thì khen, muốn chê gì thì chê sao? Vớ vẩn. Sáng nay tôi có gặp hai cha con thằng Bích đấy. Thế à? Thế ông ấy có nói cái gì không? Người ta không nói gì mà tự mình thấy phát ngượng. Cũng may là có thằng Bích ở đấy đấy. Thế thằng Bích nó nói làm sao? Nó nói là nó vẫn còn thương con Nguyệt. Tất cả là tay cái thằng quỷ kia kìa. Nếu mà bây giờ con Nguyệt đồng ý thì nó vẫn tới để hỏi cưới như thường. Thế à? Thế để tôi vào tôi gọi con Nguyệt ra đây. Không phải gọi, nó làm xấu mặt tôi với bà thì nó phải làm cái gì để mà trục lỗi chứ. Bằng không ấy là tôi bỏ nhà tôi đi đấy. Ơ kìa ông, ông bình tĩnh lại cái đã. Mình có tuổi rồi, mình dằn bớt xuống đi ông. Thôi để tôi vào tôi gọi con Nguyệt ra đây. Nguyệt, Nguyệt à. Đúng là con hư tại mẹ mà. Đứng xích ra dựa hơi hả? Gớm, mày làm như là má mày mạnh lắm ấy. Quyết. Dạ. Thế mấy ngày hôm nay mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ thưa ba con. Tao với má mày cho mày học đủ, học nhiều chừng nào thì mày hư nhiều chừng ấy. Thế tại sao cho cha mày ưng mà con lại không ưng? Con trả ơn cha mẹ như thế sao hả Nguyệt? Thôi thôi mà ông. Nguyệt, lại gần đây với má. Sao con dại vậy con? Nhà bên ấy có một mình thằng Bích, được nơi tốt phước như thế là tốt lắm rồi, sao con lại không ưng? Dạ, má hỏi câu con khó nói quá à? Xì, dễ ợt. Thì con cứ nói là vì con yêu anh kia nên con chê anh này. Bộ má đuôi hay sao mà không thấy? Kìa ông, chuyện của con cái sao ông cứ lôi tôi vào ông mắng cùng thế hả? Bởi vì bà chiều con nên tôi mới mắng bà, chứ tự nhiên tôi mắng bà
là tôi tự tế tôi hay sao? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, con gái chỉ cần cho học ba cái chữ nho rồi may vá theo thủa bếp núc là được. Đằng này cho đòi học cái chữ Tây cơ. Đấy, Tây đấy. Để giờ đâu phải nó cãi tôi như thế đấy. Ông nói vậy là không phải. Nói sao mà không phải? Tôi cho con nó đi học là để nó hiểu biết với người ta. Cái gì? Cho con đi học để hiểu biết với người ta à? Tôi hiểu cái thâm ý của bà rồi. Tại sao bà ghét tôi mà bà cũng dám nói? Bà cho nó đi học để hiểu biết với người ta, để mai này nó sẽ nghĩ tôi là cái thằng già ngu. Dạ không có ông ơi. Không, không thì tại sao tôi nói mà không cúi đầu xuống bà nghe? Bà ở với tôi mấy chục năm nay, tôi dạy bà là khuê môn bất xuất. Thế bà cũng còn nhớ không? Dạ nhớ. Nhớ thì tại sao bà lại không chịu làm? Bà chiều chuộng nó quá rồi nó xin hư. Bà không có tôi ra gì nữa phải không? Bà lấy cơn chồng. Ông đi thì tôi, thế ông về ông lại kiếm chuyện ông chửi tôi. Tôi không chịu nổi ông nữa. Sao mà không chịu nổi? Thôi, chuyện của con cái ông muốn làm sao thì làm, miễn ông vui. Chuyện con cái lại còn miễn là ông vui. Tôi sợ ông quá. Tôi cũng sợ bà quá. Người gì mà kỳ cục, động một tí là khóc, hở một tí là khóc. Dạ thưa ba, nếu con có sai thì ba cứ đánh mắng la dầy con, chứ ba đừng gây gắt với má như vậy, tội nghiệp má lắm ba. Cái gì? Nói gây gắt là sao? Tao là ba mày, tao dạy mày điều hay lẽ phải thì mày cãi lời tao. Má mày chiều chuộng mày thì mày lại bênh má mày. Bởi vậy mày một tên cái thằng quỷ kia đấy. Đấy, vừa nhắc một cái nó về tới luôn đấy. Dạ thưa ba, con mới đi chơi về ạ. À, đi chơi mà nó còn khoe nữa đấy. Chị hai, hai Tân này. Dạ. Ba nhớ là hồi nhỏ mắt con đâu có bị tật đâu nhỉ? Dạ không ạ. À, tại ba ngó con nhưng con sợ, con mất tự tin nên mắt con nó mới chớp chớp đấy bà. Mày mà sợ hả? Dạ sợ chứ ba. Mày mà mất tự tin? Mất tự tin chứ ba. Thế tối ngày tụ tập bạn bè chơi bời cái đầu xanh đầu đỏ, dù có ngày tao thức tụi bay lên bà thờ tao tế sống. Ba ơi, ba cho con nói. Ai cho phép mày nói? Tụi bay là con ấy, tụi bay thì cúi đầu xuống mà nghe. Chỉ có tao là ba tao mới quyền được nói rồi. Ba ơi, chị em con lớn rồi, ba cho chị em con đi học là để mở mang đầu óc. Thế mà bây giờ chúng con xin phép ba cho chúng con được nói thì ba lại đàn áp tụi con à? Trời ơi trời ơi, con tôi dạy bảo nó thì nó nói tôi là đàn áp. Như vậy là tôi hết thời rồi. Thân ơi. Dạ. Con giỏi lắm phải không con? Dạ không ạ. Con tài lắm phải không con? Dạ. Con quên cái câu phụ sử tử vong rồi phải không con? Ba ơi, câu đấy là phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu ba. Vậy thì tại sao mày lại nói là tao đàn áp mày? Ba ơi, hôm nay mày mà không giải thích được ấy thì mày chết với tao ngay tần. Ba ơi, thế ba cho con nói. Mày nói đi. Ba ơi, giờ trai gái tự do tìm hiểu yêu đương nhau cũng là chuyện thường, có gì đâu mà ba lên án chị hai dữ vậy à? Trời ơi, nó làm những cái điều khủng khiếp như thế mà mày có nói là bình thường được à? Tại tối ngày ba ở trong nhà thì ba không biết đấy chứ, hằng tối ở ngoài bờ đê ấy, mọi người cứ đi với nhau từng cặp một, cứ như là cặp ếch ấy ba, vui lắm. Trời ơi, thế vậy cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân của tao mày để ở đâu hả Tân? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, câu đấy cổ lỗ sĩ rồi ba. Trời ơi, cái thằng này mày láo quá rồi. Cái gậy của tôi đâu rồi? Ba ơi, má ơi, ba ơi, con xin ba ơi, ba. Trời ơi, con cái gai, thật là hết nỗi nổi rồi. Có ngày mà tôi đau tim tôi chết mất rồi.
Mày ra đây. Dạ thưa bà. Mấy ngày hôm nay tao mất ăn mất ngủ cũng là vì mày. Hôm nay mày phải nói rõ cho tao biết cái thằng đấy nó dụ dỗ mày ra sao. Dạ thưa bà, người ta không có dụ dỗ con mà. Thế ai là mai là mối thằng ấy cho mày? Dạ cũng không ai là mai là mối cả. Thế tại sao mày lại gặp nó ở ngoài bờ sông? Dạ à, tại con sang nhà nhỏ bạn chơi, xong tới cái ngã đó con quẹo vào xong thấy con gặp. Thế hết ngã để mày quẹo rồi hay sao mà mày lại quẹo cái ngã ấy? Tao bước tới là đã thấy hai đứa mày đang quấn lấy nhau rồi. Bây giờ mày phải giải thích rõ cho tao biết cái thằng đấy nó dụ dỗ mày ra sao. Dạ thưa ba. Nói. Dạ thưa ba con nói ạ. Nói. Dạ thưa ba, con xin ba đừng bắt con phải nói những điều mà con không thể nói giờ đây ạ. Thôi được rồi, nằm xuống. Hôm nay bắt sẽ đánh con 10 roi để con nhớ. 1, 2. Đây. Dạ thưa ba, nhà có khách ạ. Trời ơi, khách khứa gì mà đến đúng lúc vậy trời. Người ta đang dạy con thì lại khách với khứa. Thế đâu, khách đâu? Dạ, ông ấy ở ngoài cổng đấy ba. Thế sao mày không biết cổng lại? Con biết rồi, nhưng ông ấy lại xô cổng ông ấy vào ba. Giờ ông ấy đi tới sân rồi. Thôi được rồi, để tao ra xem thế nào. Dạ. Chị hai. Ôi. Chị đã bị ba đánh chưa? Chưa. Trời ơi, phải cẩn thận chứ. Thế nào mà lại để bị tóm? Thấy chưa? Thiếu người kiên gác một hôm thôi là bị tóm ngay. Chị hai ơi, mình ra xem ba thế nào đi. Nhưng ông không được xem ba chuyện như người khác. Thì ra cũng chỉ là ưa tiền chứ hay ho gì mà thủ kỵ bài tân. Ông cấm mồm lại. Ông cũng cấm mồm lại. Mời ông ra khỏi nhà tôi. Ông có cho vàng cho bạc của tôi cũng không mồm lại đấy đâu. Vĩnh biệt. Ông nhục quá. Nhục quá, trời ơi nhục quá. Chúng mày đã thấy chưa? Chúng mày đã thấy nhục chưa? Xin bà. Chúng mày yêu đương tự do. Tự do quá đã. Chúng mày đã thấy nhục chưa? Tao sẽ bán nhà, bán đất, tổ chức đám cưới thật là lớn tại đây. Trời ơi. Mày cãi tao, mày chết với tao. Tao hỏi lại mày, mày có ông thằng Minh không? Dạ chứ ba, con không thể ưng anh Minh được ạ. Mày không ưng, tao bắt mày phải ưng. Việc hôn nhân, tao đã chủ tính xong hết cả rồi. Dạ thưa ba, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Con xin ba hãy suy xét lại ạ. Xét gì? Mày ngồi xuống đây. Dạ. Tao hỏi lại mày, mày có ông thằng Minh không? Dạ thưa ba, con. Mày không ưng, mày ra khỏi nhà tao ngay. Ưng hay không? Trả lời. Dạ. Bằng lòng không? Nói. Con xin ba. Nói. Con. Mày mà không ưng tao. Tao đập đầu cho chết tao rồi. Tao đập đầu tao. Con bằng lòng mà. Ừ, bằng lòng đi. Như vậy cũng là tốt cho con mà. Mai bà sẽ sang nói chuyện với bên đàn cha. Ồ, con đi vào nghỉ đi. Vào nghỉ đi. Ân. Dạ. Lại đi. Bà ơi, bà đừng đánh con. Đứng dậy. Bà không đánh, đứng dậy. Ba ơi, hôm nay ba không đánh con à? Ừ.
đám cưới chị hai xong ấy, ba sẽ hỏi vợ cho mày. Đám cưới chị hai? Chừng nào vậy ba? Nội trong tháng này. Nội trong tháng này? Ba ơi, thế ba cho con xin 20 nhá. Làm gì mà 20? Thì chẳng lẽ đám cưới chị hai con lại một quần áo cũ sao ba? Mày là mày giống ba hồi nhỏ đấy. Con giống ba hả ba? Ba ơi, thế ba cho con xin 40 nhá. Vừa nói giống xong đã lên 40. Thì 20 là con mua quần áo mới này, 20 còn lại là con mua giày, dép, cà vạt, nước hoa. Con xịt lên cái đầu cho nó láng bóng ba. Này. Dạ. Hay là mày mặc giống ba đi, rồi ba cho mày 40. Áo the, khăn xếp. Ôi ba ơi, cái đấy người ta cho vào bảo tàng lâu rồi. Lão, không có tao thì sao có mày. Dạ, con xin lỗi ba. Đây, tiền đây. Dạ. Đám cưới nói vào cấm được bàn ra. Dạ, đám cưới nói vào cấm được bàn ra. Chuyện trong nhà cấm được bếp xếp. Dạ, chuyện trong nhà cấm được bếp xếp ạ. Rồi, mày vào gọi má mày ra đây. Dạ, con xin ba. Má ơi, má ơi, ba gọi. Ông ơi, nãy giờ ông hùng hổ với tôi, ông nạt nộ các con. Thế cái chuyện đấy nó làm sao rồi hả ông? Ba hỏi thật đây là hỏi chơi đấy. Tôi hỏi thật. Ba hỏi thật thì tôi cũng trả lời thật. Phần tôi xong. Phần ba củi lửa bếp núc đám cưới con Nguyệt ấy, sẽ lớn nhất từ trước tới giờ. Ông nói thật, đám cưới con Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước tới giờ. Tôi nói thật đấy. Coi chừng nghe ông. Coi chừng cái gì? Coi chừng bữa đấy ông bắt tôi đem gả. Cái gì? Bộ bà muốn lấy chồng lắm hay sao hả? Đoán giả đoán non thì giỏi, dạy dỗ con thì hư. Nếu bà cảm thấy đám cưới mệt quá, bà xúi công việc đừng có lấy chồng nữa. Xúi bà với nó cuốn gói bỏ theo trai luôn đi. Ông lại nói vậy rồi. Tôi cũng bạc đầu vì con rồi mà ông. Thôi có gì để từ từ tôi nói với con. Tôi... Nín! Bà chỉ có quyền nghe chứ bà không có quyền được nói. Bổn phận của đàn bà ấy là cái xó bếp. Người ta che một
ngày trước má ở trong vòng tay bà ngoại con, giờ con lại trong vòng tay má. Vậy là cả bà ngoại con và má lại không có quyền định đoạt lương duyên cho con cái của mình. Má ơi, con giờ thành tiên nữ danh ngoại tòng, con giờ chuyến đò ngang trên sông nước mịn mờ. Thôi, có gì từ từ, ngày mai mình tính. Không từ từ được nữa đâu em à. Để mai ba sang đám trai nói chuyện thì còn rắc rối hơn. Và lại, trước sau gì thì chị cũng phải đi. Không ở được lại nữa đâu em à. Có gì mà không ở được, nhà của mình thì mình ở. Tân ơi, nói ra thế nào em cũng trách chị. Mà không nói ra thì em không thể hiểu được hết nỗi khổ tâm của chị. Có chuyện gì vậy hả chị hai? Tân ơi, chuyện tình cảm của chị và anh Minh
Kết quả là sao? Các chị đã cố được bảo thương cho chị có thai à chị hai? Gần 2 tháng tuổi em ơi. Trời ơi. Chị hai ơi, chị làm em bất ngờ quá. Em phải làm cách nào để giúp chị được? Mà chị hai này, chị đi rồi thì chị ăn ở đâu? Chị sống thế nào? Chị có tiền bạc gì chưa? Chị không có tiền đấy mà. Trời ơi, không có tiền thì làm sao mà sống? Chị hai ơi, em cho chị hai tiền này, chị hai cầm đỡ đi. Tiền ở đâu mà em có nhiều vậy? Thì tiền ba cho để dành hôm đám cưới chị, chứ tiền ở đâu? Đám cưới chị? Thôi, em cầm đi, chị không cầm đâu. Chị hai, chị cầm đi cho em yên tâm. Không có tiền thì làm sao chị sống? Em thương chị quá chị hai ơi. Bạn ơi, em đừng khóc. Em không muốn khóc đâu, mà nước mắt nó cứ chảy hoài à. Tân ơi, Tân ơi, chị xin nhận số
4. Mua thuốc sâm về cho mình uống nhá. Tôi khỏi em mà. Tại anh không quen với việc mua bán, chứ ốm đau gì đâu. Hay là để em bảo ba mượn người khác thay mình, mình chịu không? Ba không tin người lạ em mà. Vậy chứ, cứ kéo dài năm này qua năm khác thì làm sao mà mình chịu nổi. Thôi, thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác nó cạnh tranh với ba. Nhưng mà ý mình đâu có thích chuyện buôn bán đâu. Ừ, thì anh không thích. Mình à, em thấy ngoài vẻ mệt mỏi ra, hình như mình còn giấu em điều gì đó, có đúng không? À, có chuyện gì đâu em. Mình đừng có giấu em. Là một người vợ biết yêu thương chồng, việc anh ở phải hết lòng. Nếu thật là sống đời với nhau, chung sau điều gì em gấp nói. Mình dạy em sửa đổi ngắn ngắn, vậy mới vui thắng tâm đầu yên. Chúng ta từ kết xuyên tơ tóc, nhau gan lễ bánh nghiêng, phước nhà anh gặp được vợ hiền, gia đình chồng mình em lo liệu, khó khăn gì cũng tự đáng đáng, em sắp đặt đâu đó là vàng, chính em là một người nối chờ, đã lo cho chồng ấm ngoài đêm. Ơ, anh nhiều khi thật mà. Làm gì có một người đàn ông nào trước khi làm đám cưới lại không có một người tình, mà chỉ có những chàng trai xấu tệ thì mới phải yêu trộm nhớ thầm. Chứ còn đẹp trai như mình mà nói là không có thì em không có tin đâu. Thì em nói cũng đúng, nhưng em có biết tại sao không? Em biết chứ, tại vì xã hội và tập quán bất công với phụ nữ thì lại khắt khe ràng buộc, còn với đàn ông thì lại quá là tự do. Mà mình có biết không, em thấy ở nhiều nơi có một chồng mà hai ba bà vợ lẫn cho mình. Em có chịu vậy không? Em không chịu đâu. Vậy là em tham lắm. Sao mình lại nói em tham? Anh xin lỗi. Chuyện tình cảm thì chẳng ai có thể san sẻ được, chỉ có một vợ một chồng họa may mới giữ được hạnh phúc trong gia đình thôi mình à. Nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng họ cũng không có con như là vợ chồng mình thế này. Thế em có chịu lấy vợ lẽ cho anh không? Em cũng không biết nữa. Vậy là em tham thật rồi. Ai cười em thì em chịu, miễn sao giữ được hạnh phúc trong gia đình của em thì thôi. Dạ thưa cậu, thưa vợ. Dạ con ở bên mới về ạ. Thế bên đó có chuyện gì không? Dạ không ạ, nhưng ông bà kêu vợ về bên đó ạ. Kêu tôi về bên đó? Thế có kêu cậu về không? Dạ không, chỉ kêu một mình vợ về bên đó thôi ạ. Thôi chú vào trong lấy cho tôi cái ví. Dạ. Kêu có một mình. Hả? Vậy là em phải về đó, có một mình em mà mình. Thì ba má kêu một mình em, thì em đi đi. Biết là như vậy rồi, nhưng mà em đi, để mình ở nhà, em không có yên tâm. Trời ạ, có gì đâu mà không yên tâm. Thôi, bây giờ mình ngồi ở đây này, có nước chanh, có rượu, cần gì thì mình cứ sai chú bốn làm, chứ mình đừng có đi lại, nó mỏi chân chết nha mình. Thì anh có đi đâu, anh ở nhà từ sáng tới tối luôn đây này. Dạ thưa mợ, ví của mợ đây ạ.
Nghe tôi dặn đây này. Ở nhà nhớ trông chừng cậu. Cậu sai gì thì làm đấy, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Mình hả? Em đi nha Mình. Ừ, em đi đi. Mình hả? Em đi nha Mình. Ừ, em đi đi. Mình hả? Em đi nha Mình. Ừ, em đi đi. Dạ, thưa cậu. Chú Bốn, lấy ly nước, tờ báo, mang đi trên phòng cho tôi. Dạ. Đấy, lại chui tuốt lên phòng rồi. Mượn dặn ở nhà phải trông chừng cậu. Giờ cậu lên nằm trong đó, Mình ở ngoài này, lỡ có chuyện gì thì biết phải làm thế nào. Khổ cái thân ở đâu ôi. Cảnh càng tí đã. Chào chú ạ. Chú cho tôi hỏi chú làm gì? Xin trân trọng giới thiệu với chị. Tôi ở đâu? Dạ, mệt quá. Ôi trời ơi, nghèo thấy mổ mà chị ơi. May cái gì mà may? Dạ, ý tôi nói may là chú nghèo, tôi khổ, thì chú có thể giúp đỡ được tôi ạ. Thế chị muốn tôi giúp gì cho chị hả? Dạ, chú có thể lên nói với ông Minh xuống cho tôi gặp một lát được không ạ? Ông Minh nhỉ? Vâng ạ. Ông không biết cái gì đâu. Chuyện trong nhà này này, một tay mợ tôi quyết hết. Ông không biết đâu. Dạ, chú cứ lên nói với ông Minh là có tôi, bà con ở dưới quê lên thăm ạ. Bà con? Bà con dưới quê mới lên à? Dạ. Không được. Dạ, nếu chú sợ mợ chú về biết thì chú ra canh cửa giùm tôi. Bao giờ mà chú về thì chú cho tôi hay ạ. Không được. Chú giúp tôi đi mà chú. Giúp tôi đi mà chú. Thôi, chị đừng có khóc nữa. Chị khóc làm tôi cũng mủi lòng theo đấy. Mà giúp chị là tôi thấy đường rồi đó. Dạ, đường gì vậy chú? Là đường đi đuổi. Trời ơi, chuyện này nó có nhòm nhò gì đâu chứ. Chú Bốn, sao lâu vậy? Dạ, quên mang nước lên cho cậu rồi. Dạ, ui cậu ra rồi. Dạ, con chào cậu. Dạ, có người tìm cậu ạ. Tìm cậu? Ai vậy? Dạ, con cũng không biết cậu ạ. Thôi, chú đi ra đi. Dạ. Nguyệt. Giữa chúng ta có điều cần phải nói.
là lúc anh cười bảo em phải chôn nhà ra đi. Nói dù là quen người vẫn cả chúng gia đình ngồi xuống, nghe cái tiếng con đi nó khóc, vừa xuống đến thì mình về. Mình để
hốt mặt không quậy, muốn đến đây để xin tiền bạc hay cố đau cảnh mới chết chồng. Nuôi con nhỏ tôi vẫn má hồng, chỉ muốn nói đi tôi tận lòng không cho. Cô anh kia Kiều Minh, cẩn thận không ngã vỡ đầu thằng nhỏ bây giờ. Chuyện đàn bà mình cứ để em lo. Này chị, có chuyện gì thì chị cứ nói đi. Ở đây vợ chồng chúng tôi nhân đức lắm, chị nói đi, chúng tôi giúp cho. Cô ơi, mẹ con tôi không may lâm vào cánh nhà tan cửa nên tôi đến đây. Tôi đến đây xin thầy cô đoái thương mà cho tôi ký thác đường con này. Cho đời nó hỏi thác con, trói đôi lão đàn. Lấy nhân đức của thầy con, nó mới được nhờ miếng mà
kiếm kế sinh nhai. Mà thôi chị cũng đi đi, trời sắp tối rồi, chị đưa đứa nhỏ đi cho tôi. Con ơi, mẹ phải ra con ơi. Chị đưa đứa nhỏ đi cho tôi. Mình ơi, đi cho mình. Con ơi, con ơi. Con ơi. Rất chờ con về. Về với ba má nghe con. Con sẽ về. Nên con, nên với con, nên. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con. Xuống bếp. Giờ em tiến bộ rồi. Giờ vợ em được lên nhà trên rồi chị Hai ạ. Có thật không? Chị Hai. Vậy là chị chấp nhận cậu rồi đấy nhá. Uống nước đi chị Hai. Chị xin. Chị Hai, chị làm gì mà đèn hết dầu mà không tra dầu vào thế? Thì chị thức để thêu cái áo gối cho thằng Tâm. Chị thêu áo gối cho thằng Tâm? Ừ. Chà, nhanh dữ vậy ta. Này, cháu nó sắp cưới vợ rồi đấy cậu ba. Cậu đấy, cháu mình bây giờ nó bao nhiêu tuổi, mặt mũi nó ra làm sao, tương lai nó thế nào, cậu cứ hiển nhiên như người xa lạ vậy kìa. Sẵn tiện chị nói thì em cũng nói luôn nhá. Cái cách mà chị thương con âm thầm từ ngày này qua tháng nọ, thực tình em không thể hiểu được. Cậu Tân à, vì đối với thằng Tâm chỉ thấy mình có lỗi với con, không thể dừng lối chăm sóc cuộc đời của con, chỉ nghe lòng xót xa. Nhưng thương con không thể âm thầm chịu đựng. Thương con chỉ biết
hai cũng đừng có giận nhá. Cái cách, cái thái độ của chị hai ấy, mười mấy năm qua là em biết chị có đang chờ, đang đợi đấy. Trời, cậu nói chị chờ đợi là chị chờ đợi ai? Thì chị chờ đợi anh Minh. Đấy, ôi giời ơi, Uyên à. Có bạn, có đôi. Ừ. Cậu cứ nói linh ta linh tinh, chị theo áo gối là để làm quà cưới cho thằng Tâm. Cứ mỗi lần nhắc tới anh Minh là chị lại trượt qua thằng Tâm. Chị hai nên nhớ, anh Minh là ba của thằng Tâm. Mà nếu chỉ vì thằng Tâm thì tại sao chị lại không chịu lấy chồng? Mà hay là em để em đi gặp thằng Tâm nhá. Cậu ba. Chị hai này, em thấy thằng Tâm như một hạt giống tốt. Nếu gieo vào mảnh đất xấu mà không được chăm bón và tưới nước thì hậu quả thế nào chắc chị hai là người rõ nhất. Chị biết, thế nên chị định đợi đám cưới thằng Tâm xong chị sẽ sang thưa với bà chủ. Chị hai này, cậu xem ai. Ai thì mặc kệ người ta đi. Nào, thì cậu cứ nhìn xem. Ừ thì nhìn. À, cái thằng cha đứng một lúc cây đấy phải không? Ai đấy hả chị hai? Anh Minh đấy. Anh Minh. Ờ, em nhớ ngày nhỏ anh ấy trẻ lắm mà ta. Sao giờ già trông tiều tụy hấp háp vậy? Mười mấy năm nay em chờ cái giây phút này đây. Chị hai, chị đừng có cản em. Này này này, sáng quần sân áo định đi đâu đấy? Định đi đánh nhau à? Chứ còn gì nữa, anh ấy làm khổ chị là chị của em, chẳng lẽ em lại không được bảo vệ à? Trời, dài rồi còn mè đặt đánh nhau. Chị nói này, bây giờ cậu ra sau bếp cho chị gặp anh Minh một lát nhá. Cái mặt này mà phải ra sau bếp. À, được, tôi hiểu rồi. Chắc là chị sợ em không dặn được cái tính nóng, lại cãi lộn với ông Minh, rồi ông ấy bỏ về, lại uổng bao nhiêu năm chờ đợi có phải không? Thôi, chị dạy thì em không dám cãi nhời. Ê, nhà có ngả sau không? Có, nhưng mà để làm gì? Thì em đi ngả sau. À mà này, không phải là bởi vì em sợ đâu nhá. Chẳng qua là em không muốn nhìn thấy mặt cái thằng cha bụng bạc ấy nữa thôi. Rồi sau này có chuyện gì, đừng có mà kêu tôi. Này, đi đâu đấy? Thì đi uống rượu. Trời, có cậu thật mãi không bỏ được. Nguyệt, có nhà không em? Dạ, chào thầy. Chào. Mời thầy ngồi. Chào. Ôi em. Anh với em gắn bó mặn nồng.
của mình thôi đau khổ. Còn để chiều cho vừa ý anh thì có một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ phải khổ đau. Nhưng mà thứ gì cả em mà. Em biết không, thằng Tâm nó có hiếu lắm em mà. Anh Minh, theo tôi thì như vậy vẫn là chưa đủ. Nếu thương con thì phải sống trọn vẹn vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lôi mòn của chúng ta ngày trước. Rồi sau này con nó sẽ hiểu rằng chúng ta cũng chỉ là nạn nhân của gia đình tập quán. Đã từ lâu rồi em cự tuyệt xua đuổi anh. Lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng anh. Nguyệt, em định bước thêm bước nữa với người khác sao? Anh Minh, nếu anh còn sống theo cái chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì từ nay anh đừng tới đây nữa. Nguyệt, đừng nói vậy mà. Thôi thì từ nay chúng ta đành lo cho con vậy. Anh về đây. Vâng, anh về. Anh về nghe Nguyệt. Anh về. Anh về đây Nguyệt. Vâng, thầy về. Bà mà lại không biết tôi à? Không, tôi không biết cậu. Cũng phải, bà thì cần gì phải biết ai xung quanh mình. Giới thiệu với bà, tôi là con trai của cái người mà vừa từ đây đi ra đó. Cái người mà đã vì bà bấy lâu nay điên đảo. Còn tôi thì ngược lại,
tôi sẽ làm cho bà đảo điên. Trời ơi. Từ nhỏ tới giờ, trước người lớn tuổi, tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng. Nhưng hôm nay, vì sự hiếu kính đối với cha, sự yêu thương đối với mẹ, buộc lòng có những lời làm bà không vừa ý. Mong bà hiểu cho. Nói vậy, cậu đây là con của... Đúng. Tôi là con của ông Minh. Cậu là con của... cậu là con của ông Minh. Cậu ơi, tôi cũng có một đứa con. Nó cũng chạc tuổi cậu vậy này. Tôi thương nó lắm. Nhưng mà tôi không được ở gần nó. Nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến con của tôi. Nhưng rất tiếc, tôi lại không phải là con của bà. Và lại hôm nay tôi đến đây không phải là để cầu lấy tiếng khen. Sao một người con hết lòng hiếu kính đối với, hết mực yêu thương đối với mẹ, tốt đẹp như thế, cậu phải để cho tôi khen cậu chứ? Việc đó chưa cần thiết, mà việc hôm nay tôi đến đây mà là cần thiết anh này. Có việc gì cần thiết, cậu cứ nói tôi nghe. Qua lời lẽ của bà tỏ ra là một người có học, có hiểu biết. Nhưng tại sao bà không xét việc bà làm? Bà quyến rũ ba tôi, bà làm cho ba tôi ngất ngây điên đảo, làm cho mẹ tôi đau buồn khóc lóc. Nói đúng hơn là mẹ tôi đang ghen tức. Mẹ cậu ghen tức? Chứ sao, ớt nào mà ớt chẳng cay. Nhà tôi ngày xưa vui vẻ hạnh phúc, giờ thì má tôi một góc, má tôi một góc, không ai nói với ai câu nào hết. Hai người trầm ngấm thâu đêm suốt sáng. Cậu ơi, có lẽ nào ông bà lại có nguyên nhân nào đó sâu xa hơn thì sao? Không, không còn nguyên nhân nào khác. Mà nguyên nhân chính ở đây là do bà. Do bà. Tôi đã tìm hiểu và quả quyết là như thế. Nên hôm nay tôi đến đây yêu cầu bà phải tuyệt giao với ba tôi. Mà bằng cách tốt nhất là bà phải rời khỏi nơi này. Tôi... Đấy, đây là số bạc 500 đồng tôi cho bà. Tôi hẹn bà trong một tuần lễ, bà phải dọn đi chỗ khác. Còn nếu không, bà sẽ biết tay tôi. Con đuổi mẹ à? Không, cậu không hiểu gì hết. Cậu không hiểu gì hết. Bà mà là mẹ ai? Bà điên rồi à? Bà là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ngược lại, tôi rất tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng chẳng lẽ đến cuối cuộc đời này tôi vẫn bị thương tình cái quyền làm mẹ hay sao? Đến ngày cưới của hai chúng ta.
chắc là cô dâu của anh sẽ xinh đẹp lắm. Mà ngày đấy đông người, em ngượng lắm. Trời ơi, có gì đâu mà ngượng. Thời buổi này rồi, người ta ăn đồ Tây, ở nhà Tây, đi xe Tây, mà nhiều cặp yêu nhau người ta còn hôn kiểu Tây nữa đó. Anh kỳ quá à. Em không chơi với anh nữa đâu. Trời ơi. Ơ, ông này là ai? Chào cậu. Chào ông. Ông đến đây có việc chi vậy? Hôm nay tôi tới đây có việc muốn nói với cậu. Nói với tôi? Nói với tôi thì ông cũng phải gõ cửa vào nhà cho lịch sự chứ. Sao tự nhiên lại bày với người ta vậy? Mà ông đi ngả nào vậy? Leo rào. Leo rào? Theo phép lịch sự thì ông phải bấm chuông gõ cửa xem chủ nhà có bằng lòng tiếp các không đã chứ. Mà này, ông đi đâu vậy? Thì tôi ra tôi bấm chuông gõ cửa cho nó phải phép lịch sự. Trời ơi, Thảo đến đây rồi còn bấm chuông gõ cửa gì nữa. Thôi, mời ông ngồi. Em lên trên nhà nghỉ đi. Dạ vâng ạ. Để tôi lấy nước mời ông uống. Cảm ơn cậu. Mới vào nhìn mặt cậu là tôi đã uống no một gáo nước lạnh rồi. Ông vui tính thật đấy. Xin cho hỏi ông là ai ạ? Tôi là ai cậu không cần biết. Mà hôm nay tôi tới đây có việc muốn hỏi cậu. Có phải vừa rồi cậu đã dùng quyền lực và tiền bạc để ném vào mặt một người đàn bà và đuổi người đàn bà đó ra khỏi nơi này có đúng không? Đúng. Vì bà ta đã phá hoại đi hạnh phúc gia đình của tôi. Phá hoại? Phá hoại à? Trời ơi, người đã hy sinh hạnh phúc của đời mình để hạnh phúc của người khác được trọn vẹn thì lại bị kết vào cái tội là phá hoại. Còn cái người gây ra biết bao lầm lỗi thì lại được trọng dụng và suy tôn. Đời sao lắm chuyện ngược lại quá. Ông nói xa vời quá, tôi chẳng hiểu gì hết. Đáng tiếc là cậu vẫn chưa hiểu đó cậu Tâm ạ. Cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa thì trời không đánh, thánh không đâm, thì trước sau gì sẽ hơi trong hỏi thăm sức khỏe của cậu đấy cậu Tâm ạ. Thôi ông im đi. Tôi chưa nói hết. Ông muốn nói gì nữa? Ông điên rồi à? Mời ông ra khỏi nhà tôi cho. À, mà ba tôi về đến nơi rồi đó, rồi ông sẽ biết. Huệ ơi, ba về rồi em. Xuống đón ba đi em. Tâm ơi, ba con về rồi này Tâm. Ba, má. Dạ con chào ba má. Má, ba ngồi nghỉ cho khỏe đi ba. Tâm con. Dạ. Ở nhà có gì lạ không con? Dạ không có gì lạ đâu ba. À mà có một ông ấy đến từ sáng mà ông nói vòng vo gì con không hiểu gì hết ba. À ai vậy con? Dạ cái ông này này ba. Cậu Tân. Cậu Tân phải không? Phải. Anh Minh, anh còn nhớ tôi không? Mới đây mà đã gần 20 năm rồi phải không? Cậu phải. Đã gần 20 năm rồi. Nhớ ngày nhỏ chúng mình vui lắm phải không anh? Cậu tới ngồi nào vậy? Tôi nghe tin anh bệnh, tôi tới thăm anh buổi sáng. Cậu ngồi chưa? Anh ngồi à? Không còn hy vọng nữa rồi. Kiểu gì ba? Sao vậy ba? Bởi vì bệnh của ba không thể nào chữa được. Ba, ba đừng nói vậy mà ba. Còn tới đây thăm ba có gì lạ không con? Ba mà nói là dạo này bệnh ba trở nặng, không biết là ba có võ để cứu bọn con không ạ? Con về nói với gia đình bên nhà là ba không bắn ngày cưới của ba.
cậu Tân ơi, chắc là tôi không thể sống được rồi, cánh ta bước đôi đi nhớ chị tôi ngay bây giờ. Nghe cậu ngay bây giờ. Được, được, tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ giúp anh. Có ai có nhà không? Dạ, nhận quà. Mình cố gắng lên, vì vợ vì con cho mình. Mệt, anh mệt quá, mệt. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Bà, có ai gửi quà gì cho ba này bà? Đưa cho bà coi. Trời ơi, chim Uyên ơi! Trời ơi, mau! Tâm ơi! Tâm ơi, gọi xe cứu thương đi Tâm! Không kịp nữa rồi. Bà ơi, bà nghỉ cho khỏe đi bà ơi! Mình ơi, hôm nay tôi sẽ nói với mình và con một sự thật. Một sự thật mà
mà tôi cảm giấu kín, nó lại càng đau khổ. Bấy lâu nay mình đối với tôi rất là trộm vẻ, trong khi tôi sống với mình mà lại liên tưởng đến một nơi xa xôi nào đó, có một người đàn bà đang âm thầm đau khổ vì tôi. Người ta phải rời bỏ xa mình vì đang mang trong mình giọt máu của tôi. Bà đừng nói nữa ba ơi. Nàng đã sinh con trong cảnh cùng cực thiếu thốn chân mềm, rồi bất ngờ cha nàng tìm đến vì hiếu nghĩa với mẹ cha, nên nàng phải đem con cho người khác nuôi. Sự thật bấy lâu nay càng sâu kín, nhưng hôm nay tôi phải nói với mình là mình đừng nói nữa, mình nói bấy lâu nay mình đinh đinh thằng Tâm là con nuôi của chúng mình, nhưng có ngờ đâu nó lại là con ruột của tôi. Bà ơi, bà ơi, sự thật là như nào mà bà ơi, sự thật là như nào mà bà nhớ lại rồi mà. 18 năm trước có một người đàn bà đau khổ mang đến một đứa bé xin bà mà nhận làm con nuôi, rồi đi biệt tình mà không một lần quay trở lại. Thì ra sự thật là như vậy. Mình ơi, hôm nay mình đã chút cả tâm tư, bây giờ mình hãy yên tâm mà dập bệnh cho mình. Tâm con hả? Má vẫn coi con là con ruột của má, con cứ yên lòng mà sống tốt với mọi người xung quanh nhé con. Má, con cảm ơn má. Tâm con, người đàn ông trong nhà khi nãy chính là cậu của con. Cậu, còn người đã tặng cho con cặp côi theo đôi chim nguyên ương mà không dám để tên, người đàn bà mà con đã nặng lời xua đuổi chính là mẹ ruột của con. Mẹ ơi bà ơi, con không phải là con người đâu cậu cả ba. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha tội cho đứa con bất hiếu này. Là đứa bé ta. Bà ơi, con đã nhớ lời ba dạy trước lúc ba lìa trần. Con đã nhớ phải sống sao cho trọn nghĩa tình trước sau như con. Bà nhớ rồi bà ơi. Mình tôi bà ơi. Ba ơi.
thể quý vị kính mến, chương trình báo cáo tốt nghiệp của lớp diễn viên cải lương K39 đến đây là kết thúc. Xin được thay mặt tập thể lớp cảm ơn hội đồng chấm thi cùng với sự hiện diện của toàn thể quý vị, các vị đại biểu, khách quý, bạn bè cũng như những người thân, gia đình. Đó là nguồn động viên to lớn góp phần tạo nên sự thành công của buổi lễ báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn. Xin mời anh Tuấn và anh Minh ạ, chúng ta lên chụp ảnh cùng với các bạn ạ. Này.